APG, internet Việt Nam đi quốc tế trở lại bình thường. Thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ internet ISP tại Việt Nam cho biết, đến ngày mùng 6 tháng 6 công việc sửa chữa các quang biển quốc tế APG bị lỗi trước đó đã được hoàn tất. Kết nối internet từ Việt Nam đi quốc tế trên tuyến cáp này trở lại hoạt động bình thường. Trước đó, chiều ngày 26 tháng 5, cáp APG bị lỗi nguồn trên phân đoạn S7, DNG BU6. Trong lần gặp sự cố này, Vị trí lỗi cáp được xác định cách trạm cập bờ DNG, Đà Nẵng 132 km. Theo đó, với vị trí lỗi cáp ở khu vực trạm cập bờ DNG nên đã gây ảnh hưởng toàn bộ dung lượng trên tuyến APG kết nối tới Việt Nam. Đây cũng là lần thứ 4 trong năm nay tuyến cáp quang biển APG gặp sự cố. Trước đó, liên tiếp trong 3 ngày 26, 27 và 28/2, 3 nhánh S19, S18 và S3 của tuyến cáp quang biển APG đã lần lượt gặp sự cố. Sau đó được khắc phục trong tháng 3 và tháng 4. Tuyến cáp quang biển quốc tế Asia Pacific Gateway (APG) được đưa vào vận hành thử nghiệm từ cuối tháng 10 năm 2016 sau 4 năm triển khai đầu tư, đến giữa tháng 12 năm 2016, tuyến cáp quang này được đưa vào vận hành chính thức. Tuyến cáp APG có sự tham gia đầu tư của các nhà mạng Việt Nam như VNPT, Viettel, FPT Telecom. Telecom và được đánh giá là tuyến cáp sẽ góp phần mang lại đường truyền ổn định với dung lượng lớn hơn cho người dùng Internet tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh tuyến cáp biển AAG thường xuyên gặp sự cố. Tuyến cáp này có chiều dài khoảng 10.400 km được đặt ngầm dưới biển Thái Bình Dương, có khả năng cung cấp băng thông tối đa lên tới 54 Tbps. Cáp có điểm kết nối ở Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.